Xin chào các bạn đang sử dụng một chiếc iPhone và các bạn đã cập nhật một phần mềm mới nhất cho chiếc iPhone của mình mà cái thời lượng pin sử dụng nó không được như mong muốn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tiết kiệm pin rất là nhiều trên chiếc iPhone của các bạn, đặc biệt là trong cái phiên bản iOS 18. Đầu tiên các bạn hãy vào phần Apple Store cho mình. Ở trong Apple Store này các bạn bấm vào trong mục tài khoản, các bạn kéo xuống, đợi cho vòng xoay nó load dữ liệu xong và các bạn kéo lên. Ở đây các bạn sẽ thấy rất nhiều các ứng dụng yêu cầu cập nhật và mình khuyên các bạn hãy cập nhật tất cả những ứng dụng này, vì khi các bạn cập nhật lên một phiên bản iOS mới thì các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba họ cũng sẽ cập nhật các ứng dụng của họ để sao cho tương thích với phiên bản iOS mới nhất đó. Còn đâu các bạn vẫn sử dụng phiên bản cũ thì cái tính tương thích nó không cao, dẫn đến hao pin. Bạn nào mà cập nhật lên phiên bản iOS 18.1 beta rồi thì chúng ta sẽ có phần Apple Intelligence trong cài đặt này. Ở trong cái Apple Intelligence này, khi mà các bạn chuyển sang vùng Hoa Kỳ và sử dụng tiếng Anh để sử dụng được cái tính năng Apple Intelligence thì nó cũng tốn rất là nhiều pin, vì cái Apple Intelligence này chỉ trong cái quá trình phát triển chứ nó chưa phải là cái phiên bản chính thức. Vì vậy khi mà các bạn sử dụng cái tính năng trí thông minh nhân tạo này, nó sẽ gửi tất cả những cái dữ liệu mà các bạn thao tác và truy cập vào hoặc sử dụng nó lên đám mây để quay về trung tâm xử lý, sau đó lại gửi ngược lại cho các bạn. Điều này cũng tốn khá pin của các bạn. Vì vậy khi mà thực sự chưa có nhu cầu thì các bạn nên tắt nó đi và không sử dụng nó. Một tính năng nữa trong phiên bản iOS 18 này là cái tính năng phản hồi khi các bạn nghe nhạc. Các bạn quay trở lại phần cài đặt, chúng ta vào phần trợ năng, các bạn kéo xuống cho mình. Ở trong đây các bạn sẽ tìm đến cái mục cảm ứng nhạc. Trong cái mục cảm ứng nhạc này, khi mà các bạn bật nhạc lên thì nó sẽ kèm theo cái chế độ rung. Và vì vậy khi vừa nghe nhạc vừa rung nó cũng sẽ tốn khá pin, cho nên các bạn hãy tắt nó đi. Quay lại trong phần cài đặt, chúng ta sẽ đi đến phần pin. Ở trong phần pin này thì chúng ta sẽ vào cái tình trạng sạc. Ở đây chúng ta sẽ có các mức sạc pin 80, 85, 90 đến 95 và 100%, và sạc pin được tối ưu hóa với điều kiện sử dụng hàng ngày của các bạn. Các bạn cần một cái thời gian sử dụng từ sáng đến tối thì các bạn nên để 100% và bật sạc pin được tối ưu hóa. Còn với cái điều kiện sử dụng của các bạn mà nó không thực sự nhiều thì các bạn có thể kéo xuống 80-90%, và cái việc các bạn sử dụng sạc đến 90-95% nó cũng kéo dài cái tuổi thọ của pin rất là nhiều. Nhưng với cá nhân mình muốn dùng từ sáng đến tận đêm, cho nên mình sẽ bật lên 100% và bật cái mức sạc pin được tối ưu hóa lên. Tiện ích Widget trên phiên bản iOS 18 giúp các bạn quản lý và sử dụng các tiện ích dễ dàng hơn, cho phép các bạn truy cập vào cũng như là sử dụng các thông báo rất là nhanh. Ở đây các bạn bấm giữ vào cho mình và bật sang cái phần tiện ích này, thì nó trong cái phần tiện ích này khi bật lên thì nó sẽ luôn luôn tìm nạp các dữ liệu mới và gửi lên cái tiện ích này cho các bạn. Vì vậy việc tìm nạp dữ liệu liên tục và gửi lên Widget này để cho chúng ta xem để cập nhật thì nó cũng tốn rất là nhiều pin. Một số trường hợp mà các bạn thực sự không cần thiết thì các bạn có thể tắt cái tiện Widget này đi để nó duy trì một cái thời lượng pin đảm bảo cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cài đặt và vào trong phần cài đặt mạng cho mình. Trong đây mình sẽ vào cái phần di động này. Trong phần di động này các bạn tùy chọn dữ liệu di động. Trong phần tùy chọn dữ liệu di động này các bạn bấm vào thoại và dữ liệu cho mình. Ở cái thoại và dữ liệu di động này chúng ta có 3 lựa chọn: 5G tự động, 5G và 4G. Thì ở thị trường Việt Nam một số tỉnh thành có sử dụng được 5G rồi, nhưng mà đa số chúng ta vẫn đang sử dụng ở trên nền 4G. Khi các bạn bật 5G tự động lên thì việc tìm nạp dữ liệu khi mà chuyển đổi từ 4G sang 5G để sử dụng thì nó cũng tốn khá là cái thời lượng pin, vì liên tục nó phải dò xét xem sóng 5G có không để các bạn sử dụng. Còn đâu các bạn đang ở những cái tỉnh lẻ thì chúng ta chắc chắn là chưa có 5G rồi. Các bạn bật 5G này lên thì nó cũng liên tục nó chạy 5G, vì vậy cũng tốn rất là nhiều pin. Cho nên mình khuyên các bạn nên để ở chế độ 4G mà thôi, nó vẫn dư sức cho chúng ta sử dụng mạng hàng ngày. Tiếp tục quay trở lại, trong đây chúng ta sẽ có chế độ dữ liệu. Ở trong phần chế độ dữ liệu này chúng ta có nhiều dữ liệu trên 5G, tiêu chuẩn và chế độ dữ liệu thấp. Các bạn sử dụng nhiều dữ liệu trên 5G chắc chắn nó sẽ tốn nhiều pin hơn. Và cái chế độ dữ liệu thấp ý, thì nó đem lại một cái trải nghiệm thực sự là mình nghĩ là nó cũng không quá là tốt. Cho nên mình khuyên các bạn nên để ở cái chế độ tiêu chuẩn. Cái chế độ này sẽ giúp chúng ta cân đối được cái việc sử dụng dữ liệu cũng như là cái hiệu năng của máy khi sử dụng.
Tiếp tục quay trở lại thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Ở đây các bạn sẽ thấy hai mục iCloud Driver và sao lưu iCloud. Trong cái mục iCloud Driver và sao lưu iCloud này, khi mà chiếc điện thoại của bạn không được kết nối với Wi-Fi thì nó sẽ sử dụng mạng di động để sao lưu dữ liệu. Vì vậy, việc các bạn sử dụng mạng di động để sao lưu dữ liệu nó cũng tốn rất là nhiều pin. Mình khuyên các bạn nên tắt hai tính năng này đi. Khi nào mà các bạn về đến nhà hoặc trên cơ quan chúng ta có Wi-Fi thì chúng ta sẽ tiến hành sao lưu sau. Và với việc bật hai cái tính năng này lên, khi mà các bạn sao lưu qua mạng dữ liệu di động nó cũng tốn khá là nhiều cái dung lượng mạng của các bạn. Tiếp tục quay trở lại phần màn hình và độ sáng. Ở đây mình sẽ khuyên các bạn để cái chế độ nền tối, vì với những cái chiếc điện thoại iPhone đời mới thì họ đều trang bị cái tấm nền OLED. Tấm nền OLED này sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều, vì những cái hình hiển thị màu tối thì nó sẽ được tắt hẳn đi, nó không cung cấp điện cho các bóng phía dưới tấm nền để nó tạo ra một cái hiệu ứng tối sâu hơn. Vì vậy nó cũng tiết kiệm pin hơn rất là nhiều khi các bạn để ở bên cái chế độ nền sáng này. Một cái nữa là cái chế độ truy tông này. Ở cái chế độ truy tông này, khi các bạn bật lên thì ở đây nó có giải thích luôn cho chúng ta là tự động điều chỉnh màn hình dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh để làm cho màu sắc nhất quán với các môi trường khác nhau. Việc bật cái tính năng này lên thì iPhone liên tục theo dõi cái mức độ ánh sáng ở môi trường xung quanh và điều chỉnh cái độ sáng màn hình sao cho nó thích hợp. Vì vậy nó cũng tốn rất nhiều pin của chúng ta, cho nên mình khuyên các bạn cũng nên tắt cái tính năng này đi. Tiếp tục kéo xuống, ở đây chúng ta sẽ có tự động khóa màn hình. Ở trong phần tự động khóa này, đối với một số bạn khi mà chúng ta để cái chế độ tự động khóa từ 1 phút đến 2 phút mà khi mà chúng ta sử dụng chúng ta quên không bấm cái phím khóa thì cái thời gian sáng màn hình nó sẽ kéo dài lâu hơn và vì vậy nó cũng tốn nhiều pin hơn. Mình thì mình hay để ở cái mức độ 30 giây, nhưng trong video này thì mình đang quay cho các bạn nên mình sẽ để ở cái chế độ 0 để quay video cho các bạn. Tiếp tục quay trở lại, chúng ta kéo xuống ở cái phần màn hình luôn bật. Đối với một số bạn sử dụng cái màn hình luôn bật này thì các bạn để hiển thị cả hình nền thông báo. Việc này cũng tốn rất nhiều pin khi mà các bạn để cái màn hình nó kèm theo hình nền. Cá nhân mình thì mình chỉ hiện thông báo hoặc là để cái giờ nó hiện lên thôi. Cũng trong phần cài đặt, các bạn quay trở lại cái phần quyền riêng tư và bảo mật cho mình. Bạn kéo xuống phần quyền riêng tư và bảo mật. Trong cái phần quyền riêng tư và bảo mật này thì chúng ta sẽ có cái dịch vụ định vị. Ở trong cái phần dịch vụ định vị này, các bạn bấm vào đây cho mình. Trong cái phần dịch vụ định vị này thì các bạn có thấy là có rất nhiều các ứng dụng yêu cầu sử dụng cái dịch vụ vị trí. Và những cái ứng dụng này khi mà các bạn thực sự muốn cho nó sử dụng thì các bạn hãy bật nó lên. Còn đâu không, chúng ta hãy tắt nó đi. Vì khi mà bật cái dịch vụ vị trí này lên thì các ứng dụng cũng sẽ luôn luôn truy cập và tìm và gửi nạp các dữ liệu để biết được là các bạn đang ở đâu. Một số các ứng dụng các bạn thực sự cần thiết thì các bạn có thể cho nó luôn luôn bật. Còn đâu đối với mình khi dùng thì mình mới bật lên, như ứng dụng bản đồ này. Khi nào dùng thì mình mới cho phép nó truy cập vị trí để nó xác định được cái vị trí tốt hơn trong cái quá trình mình sử dụng bản đồ. Tiếp tục kéo xuống, chúng ta sẽ đi đến phần dịch vụ hệ thống. Trong cái phần dịch vụ hệ thống này thì mình khuyên các bạn tắt cái cài đặt múi giờ và chia sẻ vị trí của tôi, vì hai cái này nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Mình không cần thiết phải chia sẻ cái vị trí của các bạn cho Apple cả. Tiếp tục kéo xuống thì các bạn ở đây sẽ có một cái nữa, đó là chia sẻ vị trí quan trọng. Cái phần chia sẻ vị trí quan trọng này nó đòi hỏi Face ID. Và khi mà các bạn chỉ ở nhà và đến cơ quan làm việc rồi các bạn về thì cái việc đấy nó cũng không quá quan trọng, mà khi các bạn cần phải bật cái chia sẻ vị trí quan trọng này lên, cho nên mình cũng sẽ tắt nó đi. Quay trở lại thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là cải tiến sản phẩm và phân tích iPhone. Ở trong cái phần cải tiến sản phẩm và phân tích iPhone này thì các bạn cũng có thể tắt nó đi, vì ba cái này nó đều gửi về Apple để Apple cải tiến cái sản phẩm của họ mà thôi. Trong một số trường hợp mà các bạn nào cần thiết thì bật cái phân tích iPhone lên để cho chúng ta có thể kiểm tra một số cái lỗi trên iPhone. Còn đâu không thì chúng ta cứ tắt nó đi mà thôi, chứ không cần nhất thiết phải bật lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần làm mới ứng dụng trong nền. Các bạn bấm tìm kiếm cho mình. Ở đây nó hiện làm mới ứng dụng trong nền rồi, các bạn bấm vào đây cho mình. Trong cái phần làm mới ứng dụng trong nền này, nó sẽ có 3 tùy chọn: tắt Wi-Fi, Wi-Fi và dữ liệu di động. Khi các bạn bật Wi-Fi và dữ liệu di động lên thì tất cả các ứng dụng được phép làm mới trong nền nó sẽ liên tục cập nhật và đẩy các dữ liệu
về máy chủ, sau đó lại từ máy chủ đẩy lên cho các bạn, cho nên việc này cũng tốn khá là pin. Và việc các bạn muốn làm mới ứng dụng trong nền thì mình khuyên là các bạn để ở chế độ wifi mà thôi, còn đâu không nhất thiết thì các bạn có thể tắt hoàn toàn nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với ứng dụng mail. Các bạn tìm kiếm này, bấm vào mail cho mình. Và ở trong phần ứng dụng mail này, các bạn bấm vào các tài khoản mail cho mình. Ở trong phần tài khoản mail này, chúng ta sẽ tìm đến cái phần tìm nạp dữ liệu mới. Ở trong phần tìm nạp dữ liệu mới, khi mà các bạn bật nó lên thì chúng ta có các tùy chọn thủ công này, tự động, hẹn giờ, hàng giờ 30 phút một lần, 15 phút một lần. Thì cái việc tìm nạp mail dữ liệu mới này thì nó cũng gửi các dữ liệu về máy chủ, sau đó máy chủ lại gửi lại liên tục. Nếu các bạn để ở cái chế độ tự động ý, thì nó liên tục tìm nạp dữ liệu. Còn chế độ thủ công thì các bạn vào đến mail thì nó mới tìm nạp dữ liệu để load cho chúng ta xem có mail mới hay không. Cái việc đặt hàng giờ 30 phút một lần, 15 phút một lần, nó cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều cái thời lượng sử dụng pin của bạn, trừ khi các bạn để ở cái chế độ tự động mà thôi. Còn đâu đối với những bạn nào trong công việc mà hay cần check mail thì các bạn hoàn toàn có thể để ở cái chế độ tự động để chúng ta có thể nhận những mail mới nhất bên đối tác. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến trình duyệt web Safari. Các bạn tìm kiếm Safari cho mình đây. Các bạn bấm vào đây, vào trong phần cài đặt và chúng ta kéo xuống. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái dòng là tải trước kết quả phù hợp. Vì vậy khi các bạn bật cái chế độ này lên, các bạn vào Google tìm kiếm bất kỳ một thông tin gì thì cái trang web đầu tiên có lượt hiển thị tìm kiếm nhiều nhất nó sẽ hiện lên và sẽ được load về đầy đủ. Nhưng mà cái trang web đấy chưa chắc là các bạn đã nhấp vào để sử dụng, cho nên chúng ta không nhất thiết phải tải nó về trước, cho nên các bạn tắt đi cho mình. Và việc này cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được một chút pin. Cuối cùng thì chúng ta sẽ quay lại cài đặt vào phần pin. Khi mà chiếc điện thoại của các bạn có cái dung lượng pin còn lại dưới 10% thì các bạn lên bật cái chế độ tiết kiệm pin cho mình. Ở trong phần tiết kiệm pin này thì các bạn bật lên để chúng ta duy trì được cái thời lượng pin khi mà chúng ta về đến nhà để cắm sạc. Việc bật cái chế độ nguồn điện thấp tiết kiệm pin này lên thì một số ứng dụng cũng như là một số tính năng sẽ bị giảm đi, nhưng điều đó cũng không sao cả vì chúng ta vẫn còn duy trì được cái thời lượng pin cho nghe gọi trong những trường hợp khẩn cấp. Đợi về nhà chúng ta cắm pin và chúng ta tắt cái chế độ nguồn điện thấp này đi và tiếp tục sử dụng. Trên đây là một số chia sẻ của mình để giúp các bạn có thể nâng cao cái tuổi thọ pin trên chiếc iPhone của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.